Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Hôm nay, ban biên tập chương trình sẽ chia sẻ với các bạn tử vi thứ 6 ngày 7 tháng 8 năm 2020 và theo âm lịch là ngày 18 tháng 6 năm Canh Tý. Hôm nay là ngày Nhâm Ngọ, tháng Quý Mùi, năm Canh Tý và ngày này là ngày Hắc Đạo, giờ Hoàng Đạo trong ngày, giờ Canh Tý từ 23 giờ đến 1 giờ, giờ Tân Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ, giờ Quý Mão từ 5 giờ đến 7 giờ, giờ Bính Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ, giờ Mậu Thân từ 15 giờ đến 17 giờ, giờ Kỷ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ. Về ngũ hành niên mệnh Dương Liễu Mộc, ngày Nhâm Ngọ, tức can khắc với chi, có nghĩa là thủy khắc với hỏa nhé. Và hôm nay là ngày cát, tốt trung bình. Về nạp âm, Dương Liễu Mộc, Kỷ Tuổi, Bính Tý, Canh Tý, ngày thuộc hành mộc, khắc với hành thổ, đặc biệt là tuổi Canh Ngọ, Mậu Thân, Bính Thìn, thuộc hành thổ, không sợ mộc nhé. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày, tuổi Giáp Tý, Canh Tý, Bính Tuất, Bính Thìn. Tuổi xung trong tháng, tuổi Ất Sửu, Tân Sửu, Đinh Hợi, Đinh Tỵ. Về sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có những sao tốt như là sao Minh Tinh, tốt mọi việc, sao Cát Khánh, tốt mọi việc, sao Lục Hợp, tốt cho mọi việc, sao Thiên Ân, cũng tốt cho mọi việc nhé. Trong ngày cũng có sao xấu như là sao Thiên Lại, xấu mọi việc, sao Thủ Tử, xấu mọi việc, sao Vạn Vạn Vong, xấu, Kỷ Xuất Hành, Cưới Hỏi, Cầu Tài Lộc, không khởi công, động thổ nhé. Về ngày kỵ, ngày hôm nay cũng là ngày tam nương tương sát, xấu cho cái sự khai trương, xuất hành, cưới hỏi, sửa chữa hay là cất nhà. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng nam, tài thần, hướng tây. Và tiếp theo, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ 6 ngày 7 tháng 8 năm 2020 như sau các bạn nhé. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ 6 ngày 7 tháng 8 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ 6 này với bạn tuổi Tý cho chúng ta thấy rằng cái vận trình của bạn tuổi Tý trong ngày này, bạn đang gặp ngày ngũ hành tứ hình xung, Tý Ngọ Mão Dậu. Cho nên bạn tuổi Tý bạn cảm thấy căng thẳng và đang có cái sự nóng nảy độ. Bạn tuổi Tý bản mệnh có nhiều cái suy nghĩ cực đoan tiêu cực, dẫn đến những cái hành động thiếu kiểm soát, và bạn cần phải cố gắng giữ bình tĩnh bằng cách hít thở thật sâu vào bạn tuổi Tý nhé. Trong ngày thứ 6 này với bạn tuổi Tý, bản mệnh có thể nhận được cái sự quan tâm của khá chi là nhiều bạn khác giới. Tuy nhiên, bạn tuổi Tý đa số không phải là những người chân thành với bạn, muốn làm thân với bạn. Và bạn tuổi Tý trong ngày thứ 6 này, bạn nên giữ cái khoảng cách với họ. Nếu như còn độc thân thì hãy chờ đợi cái thời điểm khác thích hợp hơn bạn nhé. Trong ngày thứ 6 này với bạn tuổi Tý, cái vận trình của bạn trong ngày đang gặp được chính tài chiếu mệnh. Vì vậy, bạn tuổi Tý cũng có được cái sự cần cù và chịu khó nữa. Bạn tuổi Tý, bản mệnh không nên cảm thấy cái sự nhụt chí hay là thất vọng chỉ vì những cái khó khăn nhất thời ở trước mặt nhé. Và bạn tuổi Tý, bạn hãy cứ tiếp tục cố gắng, rồi bạn sẽ gặt hái được trái ngọt cho chính mình mà thôi đó. Tử vi tuổi Giáp Tý thuộc hành kim, bạn đang có cái điềm báo, có cái sự căng thẳng, nóng nảy. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc hành thủy, bạn đang có cái suy nghĩ cực đoan. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc hành hỏa, bạn không nên nhụt chí nhé. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc hành thổ, bạn nên giữ khoảng cách với người khác phái đó. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc hành mộc,
bạn cần phải nghĩ thoáng hơn nữa nhé. Về đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao. Về con số may mắn của bạn tuổi Tý trong ngày thứ sáu này, số 8, số 9, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh da trời, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thân, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Sửu thứ sáu ngày 7 tháng 8 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ sáu này với bạn tuổi Sửu cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Sửu đang chịu ảnh hưởng của cục diện ngũ hành tương hại, cho nên bạn tuổi Sửu đang có tính khí thất thường độ. Và bạn tuổi Sửu, bạn không giữ được cái hình ảnh chính chắn, cẩn thận thường ngày nữa mà trở nên nóng nảy và thay đổi nhanh chóng đến mức khiến cho người khác cảm thấy ngạc nhiên vì bạn đó. Vì bạn tuổi Sửu, bạn tính nóng nảy nên bản mệnh cũng thường mất kiên nhẫn khi làm việc, đặc biệt là với những người làm những cái công việc khó khăn, phức tạp đó nhá. Có lẽ trong cái khoảng thời gian vừa rồi, bạn tuổi Sửu, bạn đã bắt mình làm việc quá sức và bạn hãy để cho bản thân của mình được nghỉ ngơi một vài ngày bạn tuổi Sửu nhé. Trong ngày thứ sáu này với bạn tuổi Sửu, bản mệnh cũng đang gặp ngày hỏa sinh cho thổ vượng. Cái điều này làm cho cái vận trình tình cảm của bạn tuổi Sửu có phần suôn sẻ, dịu dàng và có người thấu hiểu bạn hơn nhé. Đặc biệt là nửa kia cũng đã hiểu và thông cảm cho bạn nữa rồi đó. Và bạn tuổi Sửu, nếu có cái chuyện gì căng thẳng đi chăng nữa, bạn hãy tâm sự với người ấy, bạn sẽ cảm thấy rất chi là nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Nửa kia có thể giúp cho bạn đưa ra những cái hướng, những cái giải quyết rất chi là đúng đắn đó. Tử vi tuổi Ất Sửu thuộc hành kim, tính khí của bạn thất thường. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc hành thủy, bạn hay thay đổi. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc hành hỏa, bạn rất dễ mất kiên nhẫn. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc hành thổ, bạn đang có cái điềm báo làm việc quá sức. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc hành mộc, bạn được tâm sự với nửa kia rồi đó. Về đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Về con số may mắn, số 1, số 7, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Dậu, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Dần thứ sáu ngày 7 tháng 8 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ sáu này với bạn tuổi Dần cho chúng ta thấy là ngày thứ sáu này với bạn tuổi Dần, bạn đang gặp được ngày ngũ hành tam hợp Dần Ngọ Tuất, cho nên cái vận trình của bạn tuổi Dần đang có được cái báo hiệu rất chi là tốt đẹp nhé. Bạn tuổi Dần, bạn luôn nhiệt tình với tất cả mọi người. Bạn mệnh là người quyết đoán nên nghĩ gì cũng là lập tức bắt tay vào làm việc ngay. Tuy nhiên, những cái quyết định của bạn thường khá chi là hấp tấp và vội vàng đó. Bạn tuổi Dần, bạn cần phải cẩn trọng hơn nữa trong những cái quyết định của mình bạn nhé. Trong ngày thứ sáu này với bạn tuổi Dần, bạn cần duy trì cái sự nhiệt huyết và kiên trì của mình trong suốt cái khoảng thời gian thực hiện nhiệm vụ. Đừng chỉ vì hứng thú trong cái lúc mở đầu rồi về sau lại bộ bê lười biếng, như vậy thì cái công việc với bạn sẽ không thể hoàn thành tốt được đâu nội. Trong ngày Nhâm Ngọ này với bạn tuổi Dần, bạn cũng đang gặp ngày mộc sinh cho hỏa vượng. Cái điều này làm cho cái chuyện tình cảm của bạn tuổi Dần có phần được khởi sắc, cái mối quan hệ giữa bạn và nửa kia phát triển rất chi là tốt đẹp. Và bạn tuổi Dần, bạn thường là người quyết định những cái công việc trọng đại trong nhà, thế nhưng trước đó bạn
không quên trao đổi ý kiến với bạn đời của mình đâu đó nhé. Về tử vi tuổi Giáp Dần thuộc hành thủy, bạn có được cái sự nhiệt tình với mọi người. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc hành hỏa, bạn đang có cái điểm báo, có cái sự quyết định vội vàng, bạn cần phải nhuần trở lại nhé. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc hành thổ, bạn rất dễ bủa rỡ dựa chừng những cái công việc mình đang làm. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc hành mộc, gia đình có được cái sự hạnh phúc. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc hành kim, bạn có được cái sự quan tâm tâm cùng với nửa kia của mình rồi đó. Đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ sáu này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Về con số may mắn của bạn tuổi Dần trong ngày thứ sáu này là số 3, số 8, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lục, màu xanh rêu, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Tuất, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Mão thứ sáu ngày mùng 7 tháng 8 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ sáu này với bạn tuổi Mão, cho chúng ta thấy là ngày này với bạn tuổi Mão, bạn đang gặp ngày ngũ hành tứ hình xung, Tý Ngọ Mão Dậu, cho nên bạn tuổi Mão cần phải chú ý đến cái việc quản lý tài sản, tiền bạc của mình trong ngày hôm nay nhé. Và bạn tuổi Mão, nếu như không thật sự cần thiết, tốt nhất là bạn mệnh không nên chi tiêu quá hào phóng trong ngày. Cẩn thận, kẻo sẽ gặp phải kẻ lừa đảo bạn. Trong ngày thứ sáu này với bạn tuổi Mão, nếu đang làm cái công việc kinh doanh, bạn không nên đi đến cái quyết định đầu tư vào cái thời điểm này nhé. Bởi có thể bạn tuổi Mão sẽ chạm trán với những mối làm ăn bất lợi cho bạn. Và bạn tuổi Mão, bạn nên bình tĩnh, chờ cái thời điểm thích hợp hơn, nếu không muốn tiền bạc của mình bị thất thoát đó. Trong ngày thứ sáu này với bạn tuổi Mão, may mắn là bạn lại đang gặp được chính quan nhập mệnh. Cái điều này làm cho bạn tuổi Mão có được tinh thần trách nhiệm cao, luôn nghiêm túc với cái công việc mà mình được giao cho. Tuy nhiên, bạn tuổi Mão, bạn thường có những cái suy nghĩ quá cứng nhắc đó. Và bạn tuổi Mão, bạn hãy học cách tùy cơ ứng biến, bạn sẽ thấy cái hiệu quả công việc rất chi là hiệu quả với bạn nhé. Trong ngày thứ sáu này với bạn tuổi Mão, tử vi tuổi Ất Mão thuộc hành thủy, bạn cần chú ý tới tiền bạc. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc hành hỏa, bạn nên chi tiêu tiết kiệm hơn. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc hành thổ, bạn không nên đầu tư trong ngày hôm nay nhé. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc hành mộc, bạn nghiêm túc trong công việc. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc hành kim, bạn cần tùy cơ ứng biến đó. Về đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ sáu này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao. Về con số may mắn của bạn tuổi Mão trong ngày thứ sáu này: số 1, số 4, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh ngọc, xanh lá cây, quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Tuất, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Thìn thứ sáu ngày mùng 7 tháng 8 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ sáu này với bạn tuổi Thìn, cho chúng ta thấy rằng trong ngày này với bạn tuổi Thìn, bạn đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh. Cái điều này báo hiệu cho bạn tuổi Thìn một ngày làm việc không được thuận lợi nhé. Và bạn tuổi Thìn á, bạn mệnh có thể vướng vào những cái tranh chấp, mâu thuẫn giữa đồng nghiệp hoặc là các phe phái với nhau. Và bạn tuổi Thìn, bạn hãy giữ cho cái đầu óc của mình luôn luôn tỉnh táo độ. Bạn tuổi Thìn trong ngày thứ sáu này, bạn cũng cần phải quan tâm đến cái hoàn cảnh xung quanh mình hơn. Xem mọi người có những cái đánh giá, nhận xét gì về bản thân của bạn. Đừng sống quá khép kín và cô lập mình với những người xung quanh. Cái điều này khiến cho cuộc sống của bạn
trở nên bồn tỉa và nhạt nhẽo bạn tuổi Thìn nhé. Trong ngày Nhâm Ngọ này với bạn tuổi Thìn, bạn cũng đang gặp được ngày họa sinh cho thổ vượng. Cái điều này làm cho cái mối quan hệ của bạn tuổi Thìn với cha mẹ của mình rất chi là hòa thuận. Bạn biết rằng cha mẹ là người đi trước, có giàu kinh nghiệm hơn bạn. Dù ý kiến của đôi bên bất đồng thì bạn cũng không vội bác bỏ mà thường suy ngẫm kỹ càng trước khi hành động bạn tuổi Thìn nhé. Về tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc hành hỏa, công việc của bạn không được thuận lợi cho lắm. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc hành thổ, bạn đang vướng vào cái sự tranh chấp đó. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc hành mộc, bạn cần phải để ý xung quanh. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc hành kim, bạn đừng tự cô lập bản thân mình. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc hành thủy, bạn tôn trọng cha mẹ rồi. Đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ sáu này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Về con số may mắn của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ sáu này là số 4, số 7, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu xám, cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi Thân, tuổi Dậu, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Tỵ thứ sáu ngày mùng 7 tháng 8 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ sáu này với bạn tuổi Tỵ cho chúng ta thấy là trong cái vận trình của bạn tuổi Tỵ ngày này, công việc của bạn tiến triển một cách rất chi là thuận lợi nhờ có cái sự giúp đỡ của tam hội cục tạo nên cho bạn nhé. Và bạn tuổi Tỵ, thái độ của bạn có được cái sự hòa nhã khiến cho bản mệnh thường được nhiều người yêu mến. Bạn có thể gặp được quý nhân trong ngày hôm nay nữa. Trong ngày thứ sáu này với bạn tuổi Tỵ, khi có cái cơ hội xuất hiện trước mắt, bạn nên nhanh chóng và tự tin nắm bắt, không nên nghi ngờ chính mình và chần chừ do dự quá lâu nhé. Những cái cơ hội quý giá một khi đã trôi qua đi thì khó có thể xuất hiện lại lần thứ hai đó. Ngày thứ sáu này với bạn tuổi Tỵ, ngày này bạn cũng đang có được thiên ấn xuất hiện hỗ trợ cho bạn, càng khẳng định hôm nay với bạn tuổi Tỵ là một ngày may mắn cho bản mệnh, đặc biệt nếu như bạn làm trong các ngành nghề như là nghệ thuật, khoa học, dịch vụ. Bạn hãy tự tin thể hiện cái khả năng của mình, mọi người sẽ rất chi là ngưỡng mộ bạn đó. Về tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc hỏa, hỏa bạn được nhiều người yêu mến. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc thổ, bạn gặp được quý nhân. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mộc, bạn hãy nắm bắt lấy cái cơ hội. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc kim, bạn thể hiện được cái khả năng của mình. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc thủy, bạn có cơ hội thăng tín nữa đó. Về đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ sáu này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Về con số may mắn của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ sáu: số 2, số 9, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu tím, màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thân, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Ngọ thứ sáu ngày mùng 7 tháng 8 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ sáu này với bạn tuổi Ngọ cho chúng ta thấy là cái ngày này với bạn tuổi Ngọ, bạn đang gặp ngày ngũ hành Ngọ Ngọ tự hình sẽ gây ra những cái tác động xấu cho bạn tuổi Ngọ trong ngày hôm nay nhé. Và bạn tuổi Ngọ, bạn mệnh tỏa ra mình là người rất hiếu thắng, bạn không chịu được những cái lời nói khích bác của người khác và dễ đưa ra những cái quyết định nóng vội lắm đó. Ngày này với bạn tuổi Ngọ, mệnh chủ không thích nghe lời phê phán mà chỉ thích nghe những cái lời khen ngợi, xu nịnh từ phía người ngoài mà thôi. Bạn tuổi Ngọ, bạn nên biết rằng
những cái lời nhận xét chân thành của mọi người sẽ giúp cho bạn tiến bộ dần dần và chúng có giá trị hơn lời khen nhiều. Trong ngày thứ 6 này với bạn tuổi Ngọ không phải là cái đời thời điểm lý tưởng để cho bạn quyết định đi xa nhé. Tuy nhiên, nếu như có cái việc đột xuất bắt buộc phải xuất hành đi xa thì bạn có thể đi vào hướng Nam để đón hỷ thần hoặc là hướng Tây để đón tài thần nhé. Về tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc hành Kim, tính tình của bạn có phần hiếu thắng. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc hành Thủy, bạn có phần quyết định nóng vội. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc hành Hỏa, bạn thích được khen ngợi. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc hành Thổ, bạn không nên đi xa trong ngày hôm nay. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc hành Mộc, công việc của bạn không được thuận lợi cho lắm. Về đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao. Về con số may mắn của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ 6 này, số 1, số 5, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu cam, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Mùi, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Mùi thứ 6 ngày mùng 7 tháng 8 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ 6 này với bạn tuổi Mùi cho chúng ta thấy rằng là trong ngày này với bạn tuổi Mùi, bạn đang gặp ngày có họa sinh cho thổ vượng. Cái điều này làm cho cái vận trình của bạn tuổi Mùi có được đào hoa trong ngày hôm nay nhé. Ngày này với bạn tuổi Mùi, nếu như còn độc thân thì bạn hãy tranh thủ cái cơ hội này để tiếp xúc và mở lòng hơn với những cái đối tượng khác giới. Biết đâu bạn sẽ tìm được người phù hợp với mình. Còn nếu đối với những người đã lập gia đình rồi, bản mệnh có một ngày yên bình, vui vẻ, hạnh phúc, đầm ấm, bạn và nửa kia rất yêu thương nhau nên luôn bàn bạc và giúp đỡ nhau trong mọi công việc ở nhà luôn nhé. Đây là cái khoảng thời gian ở nhà, chính là cái khoảng thời gian bạn được thư giãn thực sự đối mặt bạn tuổi Mùi ạ. Tuy nhiên, trong cái ngày thứ 6 này với bạn tuổi Mùi, bạn lại đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh. Cái điều này làm cho bạn tuổi Mùi cần phải cân nhắc kỹ lưỡng hơn mỗi khi làm cái việc gì đó nhé. Bạn tuổi Mùi, bạn là người có tham vọng và có ý chí nhưng lại có nóng vội. Vì vậy, đôi khi đưa ra những cái quyết định thiếu đi cái sự chính xác. Cái điều này rất dễ gây cho bạn cái sự hối tiếc về sau này. Về tử vi tuổi Ất Mùi thuộc hành Kim, bạn có được cái vận đào hoa vượng. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc hành Thủy, bạn gặp được người trong mộc. Về tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc hành Hỏa, bạn yêu thương nửa kia. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc hành Thổ, tâm trạng của bạn có được cái sự thoải mái. Về tử vi tuổi Quý Mùi thuộc hành Mộc, bạn không nên vội vàng nhé. Về đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Về con số may mắn của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ 6 này, số 4, số 7, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu xám, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Ngọ, tuổi Mùi. Tử vi tuổi Thân thứ 6 ngày mùng 7 tháng 8 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ 6 này với bạn tuổi Thân á, cho chúng ta thấy rằng là trong ngày này với bạn tuổi Thân, bạn đang gặp được ngày có thực thần xuất hiện chia chở phù hộ cho cái vận trình của bạn. Cho nên bạn tuổi Thân dễ dàng phát tài trong ngày hôm nay, nhất là đối với những ai đang làm nghề tự do và đã cố gắng trong suốt cái thời gian qua đó nhé. Bạn tuổi Thân, bạn sẽ được hưởng cái thành quả xứng đáng với những gì mà mình đã bỏ ra đó.
Và bạn tự thân, bạn rất dễ trở thành tỷ phú sau một đêm lắm nhé. Trong ngày thứ 6 này với bạn tự thân, bạn tính của bạn có được cái sự ôn hòa và rộng rãi, chính là cái nguyên nhân khiến cho bạn được nhiều người yêu mến. Bạn tự thân dễ gây được ấn tượng tốt đẹp ngay từ những cái lần gặp gỡ đầu tiên với bạn. Và hôm nay bạn là một cái ngày thích hợp để cho bạn mở rộng các mối quan hệ của mình đó. Tử vi trong ngày thứ 6 này với bạn tự thân, ngày này là ngày Nhâm Ngọ, cho nên bạn đang có cái điềm báo gặp ngày Hỏa khắc Kim. Cái điều này làm cho cái mối quan hệ của mệnh chủ với nửa kia của mình không tốt đẹp trong cái chuyện tình cảm nữa. Hai bên có thể xảy ra cái sự hiểu lầm vào ngày hôm nay. Và bạn tuổi thân, bạn đừng có vội nóng giận mà hãy bình tĩnh nói chuyện với nhau, hóa giải những cái xích mích không đáng có bạn tuổi thân nhé. Về tử vi tuổi Giáp Thân thuộc hành thủy, bạn rất dễ phát tài trong ngày hôm nay. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc hành hỏa thu nhận được cái thành quả nữa rồi. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc hành thổ, bạn được mọi người yêu mến. Về tử vi tuổi Canh Thân thuộc hành mộc, bạn nên mở rộng cái mối quan hệ trong ngày hôm nay. Về tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc hành kim, bạn có phần hiểu lầm nửa kia của mình nhé. Về đánh giá chung của bạn tuổi Thân trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Về con số may mắn của bạn tuổi Thân trong ngày thứ 6 này, số 9, số 3. Giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu bạch kim, quý nhân phù trợ tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Dậu thứ 6 ngày mùng 7 tháng 8 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ 6 này với bạn tuổi Dậu, cho chúng ta thấy là trong ngày này bạn tuổi Dậu đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh. Cái điều này làm cho bạn tuổi Dậu, bạn nên tránh va chạm với mọi người, đặc biệt là cấp trên hoặc là những người có địa vị trong xã hội nhé. Và bạn tuổi Dậu nếu không biết kiềm chế cái tính nóng nảy của mình, bạn có thể sẽ gặp rắc rối trong tương lai đó. Bạn tuổi Dậu trong ngày thứ 6 này, bản mệnh cũng có thể trở thành một người ngang ngược khi luôn muốn mọi người phải nghe theo cái sự sắp đặt của mình. Và bạn tuổi Dậu, bạn hãy trao đổi với mọi người để tìm ra ý kiến hợp lý nhất, chứ suy nghĩ riêng của mình bạn chưa hẳn đã là chính xác nhất đâu bạn tuổi Dậu nhé. Trong ngày Nhâm Ngọ này với bạn tuổi Dậu, ngày này bạn lại đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng. Cái điều này làm cho cái chuyện tình cảm của bạn tuổi Dậu có phần được tốt đẹp, mối quan hệ của bạn với nửa kia khá chi là hòa hợp. Sau một ngày lao động, đôi bên luôn tâm sự mọi chuyện với nhau, nhờ thế mà mọi cái khúc mắc luôn được tháo gỡ một cách kịp thời với bạn đó. Về tử vi tuổi Ất Dậu thuộc hành thủy, bạn nên tránh cái sự va chạm. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc hành hỏa, bạn kiềm chế tính nóng này. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc hành thổ, tính tình của bạn có phần ngang ngạnh. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc hành mộc, bạn có được cái sự hòa hợp với nửa kia của mình. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc hành kim, bạn lắng nghe ý kiến của người khác. Về đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Về con số may mắn của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ 6 này, số 1, số 6, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ tuổi Sửu, tuổi Thìn, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Tuất thứ 6 ngày mùng 7 tháng 8 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ 6 này với bạn tuổi Tuất, cho chúng ta thấy là trong ngày này với bạn tuổi Tuất, cái vận trình của bạn đang gặp được tỷ kim chiếu mệnh. Bạn tuổi Tuất, bạn nên bình tĩnh và
thảo luận với mọi người để mọi chuyện với bạn được tốt hơn nhé. Trong ngày thứ 6 này với bạn tuổi Tuất, nếu không chú ý ăn nói, bạn có thể gây mất lòng những kẻ tiểu nhân luôn sẵn sàng có ý định hãm hại bạn lúc nào không hay đó. May mắn là trong ngày thứ 6 này với bạn tuổi Tuất, bạn lại đang gặp được ngày Nhâm Ngọ, hỏa sinh cho thổ vượng. Cái điều này làm cho cái vận trình của bạn tuổi Tuất, cái chuyện tình cảm có phần được tốt đẹp nhé. Ngày này với bạn tuổi Tuất có được một mái ấm rất chi là hạnh phúc. Nếu như bạn đã kết hôn rồi, hẳn người ấy sẽ luôn thấu hiểu và thông cảm với những cái hành động của bạn, dù bạn có nóng nảy và làm người ấy phật lòng đi chăng nữa nhé. Bạn tuổi Tuất trong ngày này, con cái cũng là một trong những cái điều khiến cho bản mệnh tự hào nữa rồi đó. Và bạn khó không đặt ra những cái yêu cầu quá cao cho con cái của mình, ví như là phải đứng thứ mấy trong lớp học, hoặc là phải có năng khiếu trên một cái lĩnh vực nào đó. Bạn muốn để con cái phát triển một cách tự do hơn đó. Và trong ngày thứ 6 này với bạn tuổi Tuất, bạn cũng không nên xuất hành đi xa. Nếu như có việc nhất thiết phải đi thì bạn nên chọn hướng tốt, hỷ thần hướng nam hoặc là tài thần hướng tây để đem lại cái sự may mắn cho mình nhé. Về tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc hành hỏa, bạn dễ dàng bị tiểu nhân hãm hại. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc hành thổ, bạn cần phải chú ý ăn nói. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc hành mộc, nửa kia có được cái sự thấu hiểu cho bạn. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc hành kim, bạn yêu thương con cái. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc hành thủy, gia đình rất chi là hạnh phúc với bạn. Đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ 6 này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao nhé. Về con số may mắn của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ 6 này: số 1, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Ngọ, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Hợi thứ 6 ngày 7 tháng 8 năm 2020. Xem tử vi ngày thứ 6 này với bạn tuổi Hợi, cho chúng ta thấy rằng là trong ngày này với bạn tuổi Hợi, bạn đang gặp ngày Nhâm Ngọ, thủy khắc với hỏa. Cái điều này làm cho cái vận trình của bạn tuổi Hợi rất dễ gặp những cái điều không được như ý trong các mối quan hệ xã hội nhé. Và bạn tuổi Hợi không phải lúc nào bạn cũng đối xử tốt với mọi người, với người ta thì người ta cũng đáp lại tình cảm tương tự cho bạn. Vì thế bạn không nên quá thất vọng hoặc là tổn thương vì cái chuyện này bạn tuổi Hợi nhé. Trong gia đình nhá, cái mối quan hệ giữa đôi bên cũng không được như ý muốn. Hai người tỏ ra khá chỉ là lạnh nhạt với nhau. Và bạn tuổi Hợi, bạn hãy tìm hiểu cái nguyên nhân của cái sự rạn nứt này là gì và hàn gắn ngay khi còn kịp. Đừng nên bỏ mặc mọi chuyện, muốn tới đâu thì tới bạn tuổi Hợi nhé. Và ngày Nhâm Ngọ này với bạn tuổi Hợi, ngày này là một ngày cực kỳ may mắn trên cái phương diện tài lộc cho bạn tuổi Hợi, bởi vì bạn đang gặp được thiên tài phù trợ cho cái vận trình của bạn. Bạn tuổi Hợi, bạn có thể thử cái vận may của mình trong ngày hôm nay, tuy nhiên không nên phụ thuộc vào cái điều này bạn nhé. Bạn cần phải làm giàu dựa trên sức lao động của chính mình mới được bền vững, cái đồng tiền mới tôn trọng, mới quý giá được. Nếu như đồng tiền kiếm nhanh thì nó sẽ ra đi cũng rất nhanh với bạn nhé, bạn tuổi Hợi nhé. Về tử vi tuổi Ất Hợi thuộc hành hỏa, cái mối quan hệ của bạn không được như ý. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc thổ, vợ chồng đang có cái sự lạnh nhạt. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mộc, bạn nên thử cái vận may của mình. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc kim,
bạn quan tâm đến nửa kia hơn. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc thủy, bạn không nên bi quan. Về đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Về con số may mắn của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ sáu này, số 2, số 5, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Dần, tuổi Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Đừng quên đăng ký kênh ủng hộ ban biên tập chương trình và theo dõi những video ý nghĩa các bạn nhé. Và xin chào và hẹn gặp lại.